Đây mình xin giới thiệu món cơm rang nhé. Đấy, đây là đầu tiên là mình chiên trứng lại nhá, chiên trứng lại nhá. Đấy, chiên trứng lên. Đấy, chiên trứng lên để cho nó trứng chiên lên nó ngon lên. Rang cơm, cơm rang một quả trứng là cơm nó rất tơi, bồng, rất bông, rất là ngon. Đấy. Đây là mình rang cơm mà cho 3 người ăn, phần trứng cho 3 người ăn. Cơm rang này ngon tuyệt luôn. Đổ cơm nguội vào nhá. Đây. Đổ cơm nguội vào. Cơm nguội vào rồi. Nướng một lúc là sẽ cái trứng này nó sẽ nhỏ hết ra. Chúng này là số cơm sang này là cho 3 người ăn nhé. Cơm rang cho 3 người ăn. Nên mình cho 3 quả trứng. Đấy, cơm chúng ta vào chúng ta đảo đều xong rồi chúng ta một lúc sau khi nó nóng thì chúng ta dằm cái những cái cục ra, dằm cái cục nó tan ra. Nay mình thể hiện món cơm rang với trứng với chả. Rang trứng chả, trứng gà, nhìn nó ngon lắm à. Mình hay rang cơm cho nên là ở nhà mình hay ăn khô, hay mua gạo thằng dân về nấu ăn. Dân nhìn nấu ăn rang cơm ăn rất ngon, cơm nguội thì rang cơm ăn rất ngon. Đấy, tơi rồi nhé, tơi rất là tơi luôn. Cơm rang với trứng thì nó có hai cách, một là để cho trứng vào chiên trước rồi xong rồi dằm trứng ra. Đấy, cách thứ hai là bạn có thể là rang cơm trước, rang xê cơm đi, xong là đánh trứng và đổ vào, thế là trứng nó sẽ bám hết trên cái hạt cơm đấy, hạt cơm nó màu vàng hết, màu trứng vàng hết, rất là ngon mà nó cũng chín. Thế còn mình thích là ăn là nó có cảm giác có miếng trứng thì mình
mình dán trứng trước, dán trứng trước là xong mình dằn dằn cho nó nhỏ. Đây nhá, mình đã chuẩn bị, đây là đã chuẩn bị, đây là chả. Đây chả mình thái miếng nhỏ này, các bạn có thể thái vuông hoặc là thái dài, đây mình là lười mình thái dài cho nhanh. Đấy, đây là chả. Tí nữa khi nào cảm thấy cơm nó chín rồi thì bắt đầu mình cho chả vào mình đảo. Đường bồng hết rồi, bồng lề ra hết rồi, bồng và thơm và ngon. Đấy, chúng ta cũng cho cái mì chính nhá. Đây mình vừa một tay làm một tay quay cho nên là nó hơi đấy. Cho cái mì chính cho nó đậm đà. Lúc nãy mình chưa cho mì chính vào trứng đây này. Giờ mình cho vào cơm, đấy rồi, tùy các bạn thích ăn được đến đâu thì cho ăn đấy. Chất nhé, mắm nguyên chất rất là thơm. Đấy, vặn làm nó xuống để cho nó nóng, thử một tí xem nào, ngon. Ngon tuyệt vời các bạn. Rất là thơm luôn, thử miếng. Ngon. Hạt cơm xuê.
hơi nhạt, cho thêm một ít muối, một chanh nhé. Vì hai em cơm rang cho nên là khi nấu cơm thì mình cứ nấu nhiều cơm một tí, xong là để cơm nguội mình rang. Có cơm chưa? Rất ngon nhé. Nó trời mát cho nên là cơm rang. Đấy, ăn được rồi, nó tắt bếp. Rất là ngon, chúng ta tắt, tiến hành tắt bếp.